chúng ta sống đa dạng các quốc gia, dân tộc, mỗi nơi lại có những tôn giáo, phong tục khác nhau, nhưng mỗi nền văn hóa đều sẽ gắn bó với những loài động vật đặc biệt. Có những nơi tôn vinh con lợn, cũng có những vùng đất sùng bái con bò. Gà trống cũng là con vật được thờ cúng ở nhiều nơi. Mỗi loài động vật sẽ có những hình ảnh gắn liền với nền văn hóa đó. Trong video này, hãy cùng tìm hiểu một vài hình tượng văn hóa gắn bó với các con vật quen thuộc, động vật nông trại hoặc động vật hoang dã các bạn nhé. Cưng của con người. Trong văn hóa châu Á, chó là một trong 12 con giáp. Trong nền văn minh xa xưa Nha Tộc cổ đại, còn có một vị thần mình đầu chó cai quản các sa mạc khô cằn. Nhưng trái lại, trong quan niệm của đạo Hồi, chó lại là một con vật có biểu tượng cho cái xấu. Con ngựa. Ngựa cũng là một loài vật gắn bó mật thiết với cuộc sống xa xưa của chúng ta, với vai trò là vật dẫn hồ hàng, đặc biệt trong các trận chiến thời xưa, ngựa góp phần chủ chốt. Chính vì vậy mà các nền văn hóa rất coi trọng con ngựa. Trong văn hóa phương Tây, ngựa gắn liền với hình ảnh nhân mã trong người hay quân hành đạo. Con hổ.
hổ nòi thú ăn thịt họ mèo, động vật săn mồi đáng sợ. Hình ảnh của con hổ được biết đến là chúa tể muôn loài. Trong văn hóa con người, khi nhắc tới hổ là biểu tượng cho sự mạnh mẽ và oai linh. Nhiều nơi hổ còn được thần thánh hóa và thờ cúng để mong được bảo vệ khỏi những thế lực xấu. Nếu như hổ là chúa tể của các loài trên cạn thì ở dưới nước, một kẻ săn mồi khét tiếng là cá mập. Cá mập là loài săn mồi to lớn và nhanh nhẹn. Chúng sở hữu những giác quan nhạy bén. Hình ảnh cá mập phổ biến trong các nền văn hóa phương Tây với hình ảnh như một cỗ máy ăn thịt tượng trưng cho cái xấu và đáng sợ. Và có vai trò quan trọng trong các nền nông nghiệp xưa. Với tính cách của con cừu, con người cho rằng chúng là một loài vật ít cầu tiến, ngu ngốc hay làm theo sự sai bảo của người khác. Trong Cung Hoàng Đạo, cừu là con vật đầu tiên. Con gà Tây. Gà Tây là một loài gà rất độc đáo. Con gà Tây là một loài gà rất độc đáo, nguồn gốc là một loài chim lớn, xuất phát điểm từ các cánh đồng, khu rừng của Bắc Mỹ. Thịt gà Tây thường được người Mỹ và người các nước phương Tây dùng cho các món nướng và ngày nay chúng được dùng nhiều cho lễ tạ ơn hay những buổi tiệc gia đình. Yeah.